Rồi, hello, chào các bạn ha. Thì video này chúng ta tiếp tục đi khám phá phần còn lại của xã Tân Phước cũng như là xã Gia Thận của huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Chúng ta đang đứng trước mặt chợ là ấp 2 xã Tân Phước. Khi xưa nó gọi là chợ Rạch Già. Rồi, đi tiếp cái con đường này khám phá cái xã Tân Phước phần còn lại, hướng này đi ra ngoài nhánh dòng sông Vàm Cỏ đó các bạn. Nó là cuối của nhánh dòng sông Vàm Cỏ đổ ra dòng sông Sòi Rạp hướng ra Biển Đông. Rồi, ngay đây có căn nhà cổ nè. Những căn nhà năm xưa rồi giữ lại khá là đẹp. Đâu đó là những căn nhà quá là quy mô luôn, hoành tráng quá. Đằng trước có trồng cây kiển. Rồi trong này có dịch vụ. À, đây có đền thờ Trương Công Định nữa nè. Rồi nhà này trồng cái cây gì vậy ta? Cây đó cây gì không biết nữa. Rồi ngay đây có cái giếng nước nè. Chưa có nước máy thì sử dụng giếng với lưu chùm. Đường vòng ấp 3 ha. Tổ y tế ấp 3 các bạn. Ồ, nhà đó là tổ y tế. Đây có căn nhà cổ nữa nè. Tiệm tạp hóa. Đây căn nhà khá giả ta. Đây những căn nhà mới xây dựng mới sau này không, những cái chung, những cái lùn. Ôi phương mai xì ba luôn. Ôi đây có tiệm tạp hóa của chị Nhung nè. Trồng cây bạc hà, cây dập mùng gì đó. Ồ, nhà em không có gì ngoài vườn mai, những cây mai kiển. Đây căn nhà cổ năm xưa này vẫn còn giữ lại, nhà ba gian. Những cái rạp, những cái bàn thờ vẫn còn. Quá trời đẹp luôn. Nhà mới sau này rồi. Ồ ôi, khá giả à ta. Khu vực này thuộc ấp 3 của xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông của tỉnh Tiền Giang. À, tỉnh Tiền Giang có hai thành phố Mỹ Tho, thành phố Gò Công mới lên và một thị xã Cai Lậy là 8 huyện. Chúng ta đi khám phá huyện Gò Công Đông bởi vì nó nằm ở phía đông. Nhà năm xưa đó, hàng rào toàn là những cây mai. Ở trong này có rửa xe bọt tiết luôn, quán dê. À, nhà này bán sơ dừa. Hàng rào cây bông trang quá trời đẹp luôn. Đây bán sơ dừa tiếp tục nè, những bao sơ dừa. Đây những cây bắp, có một vườn bắp nhỏ nhỏ, phía sau là màu mã ông bà quá trời luôn. Còn lại cái thửa ruộng, khu vực gần với lại biển đó, hướng thẳng ra ngoài đó là cái dòng sông Sòi Rạp đó các bạn. Chúng ta hướng thẳng này là dòng sông Vàm Cỏ. Chúng ta sẽ đi ôm cua một dòng lại, chạy men theo cái dòng sông Vàm Cỏ ra đến ngã ba. Dòng sông Vàm Cỏ với là dòng sông Sòi Rạp. Rồi đi về hướng cửa biển, Biển Đông, về đến thị trấn Vàm Láng. Chúng ta sẽ khám phá cái thị trấn Vàm Láng, một trong hai thị trấn của huyện Gò Công Đông,
huyện Công Đông có hai thị trấn Vàm Láng và thị trấn Tân Hòa và 11 xã lận. Trời ơi, căn nhà mới mẻ đẹp đẽ quá, cho thuê xe, chở xe lam nè. Nhà này vẫn còn chiếc xe lam hay sao? Tại đây có bán bột nghệ đen trị đau bao tử. Những căn nhà phía bên này, những mảnh vườn đóng cọc hết rồi, nguyên một vườn mai luôn, những cây mai tiền tỷ, trong đó có màu mã ông bà. Rồi đây có tiệm sửa xe luôn ta. Rồi không biết em trai làm nghề sửa xe có được không? Nhà này khá giả. Bên ngoài có hai cái cây giống như cây thông. Ồ, nhà này đẹp ghê không? Hai cây cao. Nhà dân trong này là không cần phải xây cổng cửa gì hết, hàng rào bằng cây cối không à, nhìn đẹp quá. Đi qua cái cầu không thấy có tên, dưới cây bàng quá trời mát luôn, cây bàng với cây me. Cảnh sông ngòi kênh rạch hướng đổ ra nhánh dòng sông Sò Rạp. Đây là thẳng là còn khoảng chừng 50 mét là ra nhánh dòng sông Vàm Cỏ rồi các bạn. Đường này quẹo trái là chúng ta ra lại cái video từ ngay cái bến đò xã Tân Trung đó. Đó. Chúng ta quẹo phải vô con đường huyện 01 ha. Còn khoảng chừng 50 mét là xuống dưới dòng sông rồi các bạn. Dòng sông bên trái là dòng sông Vàm Cỏ. Đây là đường huyện lộ 10 ha. Đường huyện lộ 10 đó, chúng ta mang theo nhánh bên trái là người dân nè. Nhà người dân chờ những chị em phụ nữ ngồi đan lưới cho đàn ông đi đánh bắt những cái đầm nuôi tôm nè. Phía xa xa là chúng ta thấy dòng sông Vàm Cỏ rồi các bạn. Hướng này là đổ ra dòng sông Sò Rạp. Dòng sông Sò Rạp chảy về hướng này là ra đến Biển Đông rồi. Chúng ta mang theo này đi về đến cửa Biển Đông ngay thị trấn Vàm Láng. Khám phá nát hết luôn nguyên cái khu vực huyện Gò Công Đông. Khu vực vùng sâu vùng xa, chúng ta đi về vùng sâu vùng xa của tỉnh Tiền Giang, nằm ở ngay mép cửa sông Vàm Cỏ với lại dòng sông Sò Rạp. Nhà có những cái lu. Đường huyện này ngon dữ luôn. Trái người dân ở đằng sau là những cái đầm nuôi tôm. Đây được hai căn nhà khá giả, mới mẻ đẹp đẽ là được rồi. Như vậy là chúng ta đi đường này là chúng ta đi tiếp cái con đường đường huyện 10 ha, từ hướng ngay chỗ cái bến đò Tân Trung của thành phố Gò Công đó, qua cái cống đập gọi là Vàm Tháp. Ngay đó, cống đập đó là ranh giới giữa xã Tân Trung của thành phố Gò Công với lại cái xã Tân Phước của huyện Gò Công Đông, tất cả là của tỉnh Tiền Giang. Đây bên trái nè, nhìn cảnh những đồng tôm. Sau những đồng tôm này là dòng sông Vàm Cỏ đó các bạn. Sao rạng dừa nước với cây tràm.
Đường này đi rất là vắng vẻ. Vô trong này bắt đầu là thưa dân rồi, chủ yếu là người dân. Nuôi tôm là chính. Bên phải cũng còn những cái thửa ruộng bị nhiễm phèn này nọ hết rồi, nhiễm mặn. Những cây cầu khỉ bây giờ là cây cầu bê tông hết rồi. Đây bên trái nè, cảnh những đầm nuôi tôm của người dân tại khu vực của xã Tân Phước. Sau lưng đó là dòng sông Vàm Cỏ, hướng chúng ta chạy ra đến ngã ba sông. Đây là đoạn cuối của dòng sông Vàm Cỏ, hạ nguồn đổ ra dòng sông Sò Rạp và đổ ra tiếp Biển Đông. Đây có lưới điện đi vô. Hai bên đường trồng cái cây, cây này cây phượng không phải cây gì đó. Những cây cầu đi vô nhà người dân, bắc qua dòng kênh song song. Đường này gọi là đường huyện 10. Lác đác nhà người dân, nhà hoặc là những cái lán, lập những cái lán để canh những cái đầm nuôi tôm. Có người nông dân chở hai cái bịch thức ăn ra cho tôm ăn thôi. Còn phía bên này là cảnh đồng ruộng bao la bát ngát kìa, cảnh người nông dân đi cày bằng máy hả, những con trâu đâu mất tiêu hết rồi. Ồ, gió thổi lên mát quá. Cảnh đồng quê, họ trồng thêm cây khoai mì ha, để còn có cái mà ăn. Khu vực này rất rất hiếm nước ngọt ha các bạn. Khu vực này nước ngọt rất là hiếm và rất là có giá trị. Cửa hàng số 3 Hoàng Nhật Tâm. Họ mua bán thu mua thức ăn cho tôm. Samba đúng Tiền Giang luôn. Đó, nhà của xe của đại ca. Đại ca xuống dưới ngủ ghế kìa. Trời ơi, nằm ngủ phê luôn, bao phê luôn, nằm dưới cái cây me quá trời bự. Ồ, đây căn nhà còn đó các bạn, còn đèn có quần áo nhà ha. Ồ, đi đường này mát quá, hên quá, gió thổi mát quá. Giờ này cũng 1 giờ mấy, 2 giờ rồi, 1 giờ rưỡi ha. Bên phải này là những cây chuối ven đường. Ồ, cảnh đồng ruộng bao la bát ngát. Một cái cây cầu sắt giả lập rồi. Đây, bà chị vừa mới về. Buồn chuối à. Chuối cho ra trái hết rồi, nhà của người dân à. Đây cảnh à, con nước bắt đầu khô cằn nứt nẻ à các bạn. Cảnh chim cò đang ngồi nhậu. Ồ, nguyên một vườn bắp ra trái rồi các bạn. Trái quá trời luôn rồi kìa. Những trái bắp à.
Đó. Thấy không? Hai trái bắp mà, nó trái kia trái. Nguyên vườn bắp. Nhìn cảnh đồng quê, khu vực vùng sâu vùng xa. Đến ngay khúc cái cù chỏ đó là đoạn cuối rồi đó, đoạn cuối của cái bên phải là bên trái này là nhánh dòng sông Vàm Cỏ đó. Ta men theo nhánh dòng sông Vàm Cỏ. Đó, ranh giới bên kia là tỉnh Long An, bên đó là cái cù lao Long Hậu ha. Bên này là xã Tân Phước, bên kia là xã Long Hậu Đông. Khúc phía sau này là ngay cái pháo đài rồi các bạn. Ngay cái pháo đài rạch cát rồi. Pháo đài của Pháp xây dựng. Ồ, có biển báo đường quẹo cua nè. Khúc này ngay cù chỏ, đúng rồi, trên bản đồ. Cái ngay cù chỏ này là nhánh dòng sông Vàm Cỏ đổ ra. Bây giờ nhìn thẳng trước mặt chúng ta đó là dòng sông Sòi Rạp rồi. Ở đây các đại ca về nuôi chim yến nè, kiếm thêm. Đây ngay khúc cù chỏ này nè, bắt đầu chúng ta men theo nhánh dòng sông Sòi Rạp rồi các bạn. Ồ, đây có cái đập ha. Đây cái đập, nước từ con kênh đổ ra, nhìn thấy cái nhánh dòng sông đó, khoảng chừng 30 mét là nhánh dòng sông Sòi Rạp ha. Hướng này là đổ về cửa Biển Đông đó các bạn, đổ ra Biển Đông về đến ngay chỗ trung tâm của Vàm Láng. Đường này chúng ta men theo đi về trung tâm của thị trấn Vàm Láng, chúng ta sẽ khám phá ở video sau ha. Đây cống C2, cảnh đồng lúa khô cằn hết rồi. Dịch vụ bán bánh bao vô trong này luôn. Bên trái coi như là nhánh dòng sông Sòi Rạp đó, bên phải là cánh đồng lúa của xã Tân Phước. Khu vực này thuộc xã Tân Phước ha, ấp 3. Nguyên ngày hôm nay chúng ta sẽ đi khám phá các xã còn lại của huyện Gò Công Đông, cũng như thị trấn của huyện Gò Công Đông của tỉnh Tiền Giang. Ồ, cảnh những cây dừa nước bị chặt nè, nó lấy lá lợp nhà.
những rạng dừa nước đó. Khi xưa khu vực gọi là đám lá tối trời là đây nè đó, đám lá tối trời, nơi gọi là khu căn cứ của khu căn cứ cách mạng đó. Đây có chòi lá, người nông dân còn sống sót chở khu vực này bám với nghề nông. Bên này con kênh, con mương, con kênh có những cái nhánh sen, trồng sen cũng được quá. Cảnh đám lá tối trời, cây dừa nước rậm rạp luôn. Đại ca đi thu mua cái gì à? Cảnh dừa nước à, nhìn rất là hoang vu. Rắn bông súng à. Lâu lâu những rắn chạy ngang qua. Đây có những cây cầu bê tông ngon lành ha, bắc qua. Chạy men theo bên này một cái con kênh, bên trái là nhánh dòng sông Sò Rạp. Khu vực vẫn còn rất là hoang vu, thành vắng. Đây người người dân xuống những cái đầm này vớt ngón sen, những cái bông sen, búp sen. Gió thổi lên mát quá trời mát. Từ nhánh sông bên trái là sông Sò Rạp, hướng chúng ta thẳng về trung tâm của thị trấn Vàm Láng, một trong hai thị trấn của huyện Gò Công Đông. Huyện Gò Công Đông có hai thị trấn, thị trấn Vàm Láng và thị trấn Tân Hòa, 11 xã lận. Đây những cây cầu khỉ đây các bạn, cầu khỉ ở miền Tây đây. Bắc qua con kênh, đầy những nhánh sen chưa vô mùa nở rất là đẹp không. Đường bờ đê này cũng được trải thảm nhựa không biết bao lâu rồi, như vậy là cũng khá là ngon rồi. Tưởng đi đâu đi vô cái khu vực đường này nó sình lầy, bây giờ vậy là ngon rồi. Cảnh những cây cầu khỉ vẫn còn giữ lại, những đại ca đam mê, những cần thủ đam mê câu cá. Rồi câu cá mất thời giờ. Thì có khi cả ngày không được con nào. Đúng là đam mê thì mới câu nổi, mới ngồi chờ đợi. Cây dừa nước chặt lá, lá mới lên. Một bà cô bà bác nông dân, đậm chất nông dân luôn. Gương mặt rất là chất phác. Trời. Cảnh đám lá tối trời. Ủa trời tối rồi,
những cái đám lá này mà nó thử bu nguyên cái con đường này, hai bên đường thử coi dám đi không. Nó tối thui luôn á. Ở đây có cái đập tiếp tục là đập cổng C2 ha. Cổng C2 các bạn. Cổng hồi nãy là cổng C1 ha. Hướng ra ngoài nhánh dòng sông Sò Rạp. Khu vực nước lợ, nước mặn, nước nhiễm phèn. Gió thổi lên mát quá, mát. Chiếc xe điếc, đây có bà chị đang đi qua cây cầu khỉ. Đó, cảnh đi qua cầu khỉ năm nào. Bên đó có cái láng, một cái chòi lá, không biết còn ở được không. Ở chủ yếu là canh giữ cái đất. Đây công trình đây chuẩn bị cho xây. Một cái cầu mới can xà beng luôn ta. Để dẫn vô khu vực ruộng lúa. Hay là quy hoạch khai thác sau này ở đó có một cái con đường băng ra con đường huyện 06. Ngay khu vực chợ Gia Thuận, khu vực này như chúng ta hoành lại xã Gia Thuận rồi các bạn. Thì khám phá bấy bá luôn coi khu vực miền Tây có những gì. Băm nát 13 tỉnh miền Tây, đồng bằng sông Cửu Long. Cầu ấp 2 Gia Thuận, cái cầu đó là đi ra ngay chỗ nãy chúng ta xuất phát đó các bạn. Cảnh sống của người dân rất là yên bình, sống thanh thản, nhẹ nhàng, không bon chen. Ngồi câu cá, thu vui, tàu nhã. Đây có những căn nhà này nè. Đó. Đây tiếp tục những căn nhà lá. Ôi, đây trồng à. Khu vực ngập mặn này như là trồng được cái dưa hấu các bạn. Và cái vườn dưa hấu đây có cái khu chợ câu cá giải trí. Vậy mà cũng quá trời cần thủ vô trong này luôn nè. Có sự đầu tư bài bản luôn á. Trời giỏng đầy đủ, hồ câu, hoài, gò công. Ngoài gò công đông, gò công nhưng mà gò công nào, thành phố gò công hay là gò công đông hay là gò công tây, nhiều người rất là lầm tưởng cái thị xã gò công bây giờ thành phố, bây giờ là thành phố gò công, nó là chung với lại gò công đông hoặc là gò công tây.
cạnh những đầm nước lợ. Ồ, xa xa kia là thấy những cái nhà máy xưởng. Ờ, chúng ta chuẩn bị hoành ra cái con đường gọi là khu công nghiệp Gia Thuận đó. Nguyên một cái vườn dừa. Ý trời ơi, đẹp quá. Tưởng đâu về Bến Tre. Nguyên một cái vườn dừa đẹp quá. Nhà của đại gia vườn dừa đi xuống nè. Thẳng xuống dưới đó. Nhà một cái ngôi nhà quất chanh vách lá vẫn còn giữ lại năm nào luôn á, quá trời, hai căn lận. Còn đây là cái vườn dừa đẹp quá trời đẹp ha. Làm dịch vụ luôn nè, ra đến chỗ này là đại ca mở quán nước, quán cà phê giỏng nè, có bàn ghế nọ đây nè, quán nhậu luôn, làm neo chị nám tàn nhang, trời, uống tóc gội đầu massage đủ kiểu ta. Shipper giao hàng trong khu vực này, khu vực vùng sâu vùng xa của tỉnh Tiền Giang. Ra tới rồi cái đường khu công nghiệp Gia Thuận, nếu mà quẹo về bên phía bên trái ha. Đây các bạn, đây nó có cái bến đò, ghi là bến đò nè, bến đò B Gia Thuận Lý Nhơn ha. Mỗi ngày chạy một chuyến, sáng 6:30 cho đến 5:00 chiều. Đây vô trong đó là khoảng 700m nữa các bạn. Và vô cái khu gọi là cụm khu công nghiệp luôn ha. Đường tỉnh 871B. Đó, hướng đó là chúng ta chạy thẳng ra đến ngay chỗ đường 873B, này đường 871B. Hướng này chúng ta chạy về trung tâm của thị trấn Vàm Láng, cầu qua kênh Hội Đồng Huyền. Thôi, cây cầu mới cây, đường mới luôn, rộng thênh thang, tha hồ chạy các bạn. Cống Gia Thuận ha. Phía bên trái là dòng sông Sòi Rạp. Rồi có phòng trọ, khu vực khu công nghiệp mà. Rồi đường này đang đổ đá mi, tổng cộng km hết rồi. Bên phải cánh đồng ruộng. Wow, hên quá, đường này nó đang làm mới rồi, đi sướng luôn. Vậy là thẳng một đường lèo là chúng ta về thị trấn Vàm Láng, một trong hai thị trấn của huyện Gò Công Đông của tỉnh Tiền Giang. Đây là đường tỉnh ha, DT871B. Thẳng xuống Vàm Láng là khoảng 4 cây nữa các bạn. Còn quẹo trái này là đường ra bờ sông Sòi Rạp, có bản báo nè. Ý trời ơi, đường mới chen xà beng luôn. Là mới đến khúc này à. Trời, khúc này chưa xong nữa, còn 4 cây nữa mới đến trung tâm của thị trấn Vàm Láng các bạn. Ta quẹo xuống
đi cái con đường mới này luôn, khám phá quay các bạn coi chơi giải trí đây. 50 km/h và 60 km/h, đường rộng thênh thang luôn, tha hồ bơm. Vậy là chúng ta còn phải đi thẳng 4 cây nữa mới về đến trung tâm của thị trấn Vàm Láng, đường chưa làm xong ha. Đến đây à. Vậy là chắc làm cái con đường này để mở rộng cái bến phà, sau này sẽ làm bến phà rồi các bạn. Còn nãy cái bảng bến đò bơi đó, mình đã quay các bạn coi cái tấm bảng đó, chạy vô khoảng 700m ha, là ra đến nhánh sông Sòi Rạp, cũng như là ra gần đến khu vực ngã ba sông Sòi Rạp với lại cửa Biển Đông rồi. Đây có bản thông tin của công trình xây dựng nè, dự án cụm công nghiệp Gia Thuận 2. Ồ, bên này là xây dựng cái khu công nghiệp tiếp tục ha, quy hoạch làm cái khu công nghiệp các bạn. Ngày khởi công là 9 tháng 9 năm 2024, đến ngày 9 tháng 9 năm 2025, một năm hả, một năm xong cái khu vực này nổi không? Đó, kéo lưới điện khu công nghiệp, xa xa đó là thấy những cái nhà máy hãng xưởng. Wow, con đường rộng thênh thang luôn, mát mẻ quá, sông Sòi Rạp thổi lên. Vậy là chúng ta đang đi trên cái khu vực quỹ đất của hai cái khu công nghiệp Gia Thuận 1 và đây là Gia Thuận 2, mới khởi công vào tháng 9 nè. Bên phải này bức tường bờ bao của gì đây? Khu vực này là hàng rào. Ôi, phân lô bán nền luôn rồi. Ú cha. Sau này sẽ có những cái phà lớn. Đây là dòng sông Sòi Rạp đây các bạn, nhìn thẳng qua bên kia là xã Lý Nhơn của huyện Cần Giuộc, huyện Cần Giờ. Đây công trình vẫn còn ngổn ngang ha, nước đang lên rồi các bạn. Thẳng qua bên kia đó là xã Lý Nhơn đó. Rồi. Thôi, video cũng dài rồi, mình xin kết thúc video tại đây. Chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Chúng ta sẽ đi về cái thị trấn Vàm Láng ha.